Và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một tổ chức lãnh đạo nữ uy tín tại Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho cộng đồng. Mới đây thì 50 thành viên xuất sắc của Happy Women Leaders Network đã chính thức được vinh danh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Dựa trên các tiêu chí về tài năng và các hoạt động có sức ảnh hưởng với cộng đồng trong suốt thời gian qua, 50 cá nhân được vinh danh cũng là 50 lãnh đạo tài ba được Happy Women chọn lựa từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi là một tổ chức cộng đồng và những cái hoạt động như thế này để nhằm tôn vinh những cái người phụ nữ có công tác xã hội, có sự cống hiến và họ lan tỏa những cái giá trị tích cực. Bởi vì là chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng là những cái hoạt động cộng đồng để cho những cái người phụ nữ họ có cơ hội được gần gũi nhau, họ hiểu nhau và thấu cảm nhau. Bởi vì là có hiểu, có thấu cảm thì mới có những cái sự gắn kết. Và chính từ những cái sự gắn kết thì những người phụ nữ họ đoàn kết chung tay để họ lan tỏa những cái giá trị tích cực bên cạnh các cái hoạt động mà dựng xây tổ quốc và dựng xây doanh nghiệp. Hiện nay một người phụ nữ hiện đại và thông minh không chỉ mà đảm việc nhà mà cũng phải đảm cả việc nước nữa. Thì cái nhấn mạnh ở đây mà chúng tôi đã thấy ở cái lễ tôn vinh ngày hôm nay là họ chọn lựa đúng cái người mà có tâm, có tài, có tầm, nhưng quan trọng nhất là hết sức là đạo đức. Ghi nhận các đóng góp, từ đó khẳng định và lan tỏa tinh thần phụ nữ Việt hiện đại với đủ sức, đủ tài, cống hiến mang đến các giá trị xã hội.